bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của forex.com.vn. Các bạn thân mến, như thường lệ, mỗi ngày một chuyên mục. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một nhân vật người đã gắn liền với sự ra đời của Wikipedia. Đó không là ai khác, chính là Jimmy Wallace. Jimmy Donald Wallace, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1966, là nhà sáng lập và chủ tịch quỹ hỗ trợ Wikimedia. Wallace cũng là nhà sáng lập công ty Wikia, hoạt động có lợi nhuận, không liên quan đến Wikipedia. Jimmy Wallace chào đời tại Huntsville, tiểu bang của Alabama thuộc Hoa Kỳ. Cha của Wallace nay đã về hưu, là người quản lý của một cửa hàng thực phẩm. Mẹ của Wallace là bà Doris và bà ngoại là Anna, điều hành tại một trường tư thục nhỏ. Theo truyền thống trường học một phòng, đó cũng là nơi Wallace đến để học. Sau lớp 8, Wallace được gửi đến trường Randolph, thuộc loại hình trường dự bị đại học cho phép học sinh trực tiếp sử dụng phòng thực tập vi tính và các kỹ thuật khác. Wallace nhận bằng cử nhân tại Đại học Auburn và bằng thạc sĩ tại Đại học Alabama. Về sau, Wallace tham dự các khóa học cho chương trình tiến sĩ chuyên ngành tài chính tại Đại học Alabama và Đại học Indiana. Năm 1996, Wallace thành lập một cổng tìm kiếm gọi là Bomis. Cho đến giữa năm 2005, vẫn còn bán ảnh khiêu dâm. Và những hoạt động ở Bomis tháng 9 năm 2005, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình C-SPAN, Brian Lamb đã hỏi Wallace về sự dính líu của ông đối với những điều mà Lamb gọi là những bức ảnh bẩn thỉu. Đáp lại, Wallace miêu tả Bomis như là một công cụ tìm kiếm dành cho nam giới. Tháng 3 năm 2000, ông thành lập một bách khoa toàn thư, nội dung mở, Nupedia.com và thuê Larry Sanger đảm nhiệm vị trí tổng biên tập. Trong khi Wallace còn là CEO, Bomis tặng hơn 100.000 USD cho Nupedia và Wikipedia và tiếp tục hỗ trợ đến năm 2002. Sử dụng một wiki để tạo lập nội dung bách khoa toàn thư đã được Larry Sanger đề ra từ ngày 10 tháng 1 năm 2001. Wallace thiết lập và khởi động nó vào ngày 15 tháng 1 năm 2001. Và lúc ấy, Wikipedia chỉ là một trang điện tử thiết kế theo kỹ thuật wiki, cho phép độc giả dễ dàng tiếp cận để biên tập nội dung bài viết bằng cách thêm, bớt hoặc chỉnh sửa, như là một dụng cụ hộp để soạn nội dung ban đầu của bách khoa toàn thư cho Nupedia. Nhưng chính sự phát triển vượt trội của Wikipedia mau chóng giúp nó thành đề án chính, trong khi Nupedia thì bị loại bỏ. Năm 2002, Sanger ra khỏi dự án, đưa lên mạng lời từ chức. Từ đó, ông chỉ trích phương pháp của Wallace là chống lại giới tinh hoa. Vào giữa năm 2003, Wallace thành lập quỹ hỗ trợ Wikipedia, một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Petersburg, tiểu bang Florida, nhằm hỗ trợ Wikipedia và các đề án anh em còn non trẻ của nó. Wallace tự bổ nhiệm mình và hai đồng sự hoạt động tích cực cho Wikipedia vào ban quản trị 5 thành viên và hai người còn lại được bầu chọn bởi các đại diện của cộng đồng. Động thái này đã giải thoát cho Wallace và Bomis khỏi gánh nặng tài chính hỗ trợ Wikipedia, trong khi giúp ông duy trì vào vị trí lãnh đạo trọn đời. Từ những thành công của Wikipedia mà Wallace thành lập công ty lợi nhuận Wikia, làm chủ các wiki khác nhau và quản lý đề án Wikia. Năm 2005, Wallace được bổ nhiệm là thành viên của trung tâm Beckman về Internet và xã hội tại trường luật Harvard thuộc Đại học Harvard. Năm 2006, Đại học Knox trao tặng Wallace học vị danh dự. Và cũng trong 2006, Wallace được quỹ lĩnh vực điện tử trao tặng giải thưởng Pioneer. Ngày 3 tháng 10 năm 2005, Wallace gia nhập vào ban giám đốc của SocialTech, một đơn vị cung ứng kỹ thuật wiki cho các doanh nghiệp. Cũng trong năm đó, Wallace trở thành thành viên ban giám đốc tổ chức phi lợi nhuận của Creative Commons. Vào năm 2008, ông dính phải vụ bê bối liên quan đến chia tay với người tình của mình trên Wikipedia. Và ngay sau đó, tháng 3 năm 2008, Jimmy Wallace còn bị tố cáo đã đòi $5,000 hỗ trợ từ Jeff McKay, một chuyên gia máy tính, để biên tập lại một từ viết về anh ta trên Wikipedia, vi phạm tính mở của Wikipedia. Tuy nhiên, Wallace đã phản bác lại ý kiến đó bằng cách đưa ra các nguyên văn lời tố cáo của McKay và khẳng định rằng ông chỉ làm theo quy định, quan điểm trung lập là không thỏa hiệp. Và có những thông tin đó, dường như cộng đồng Wikipedia luôn để dành một chỗ đứng cho ông. Thông qua cuộc đời và sự nghiệp của Jimmy Wallace, có thể thấy rằng kể từ nhỏ, ông ở rất đam mê học tập, bởi nhiều người kể rằng Wallace đã tiêu tốn nhiều thời giờ để nghiên cứu bộ bách khoa toàn thư thế giới. Vâng, rất khó để tìm ra một thiên tài còn nhỏ tuổi đủ năng lực nghiền ngẫm bộ bách khoa toàn thư thế giới như ông, phải không nào? Qua nội dung trên, hy vọng rằng sẽ mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích và hấp dẫn. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.